ơi, sao đấy? Mệt quá. Chị uống nó đi. Chị có về nhà được không? Nắng quá. Đi cẩn thận nha. Bé nào chinh đó ơi.
Lấy tóc thì bán bao nhiêu một cân thì bác lấy tóc cho đưa con đi về. 8 cân đó ạ. 8 cân. Cho cái năm tàu con đổ rồi ta. Ngủ thôi.